Ủa chị? Ủa? Trời ơi, chị đi đâu về mặt đẹp dữ vậy? Trời ơi, đi tiệc về. Đi tiệc hả? À. Trời ơi, cái đầm đẹp có mua đâu vậy? Trời ơi, đâu có mua đâu. Cái đầm của mấy đứa em hàng xóm tiền Viên Vũ nó tặng đó. Trời ơi, đẹp ghê luôn á. Em nay cũng đẹp. Ủa, trời ơi, mặc đầm vàng đi xe đỏ. Trời ơi, đúng là đẹp luôn. Ủa, dắt xe ra tính đi đâu hay sao mà chị thấy em dòm vậy? Đâu có, em dắt xe ra là em ngắm lần cuối á. Trời, nói gì nghe buồn dữ vậy? Ngắm lần cuối là sao? Tính bán nó hả? Đâu có, không phải bán xe mà là em muốn thay đổi chút xíu. Thay đổi chút xíu? Là thay đổi cái gì? Em sơn cái xe lại. Sơn cái xe lại? Ừ. Em sẽ sơn theo màu xanh. Tại vì năm sau của em là màu xanh là màu phong thủy. Em sơn cho nó hên. Trời đất ơi, bi lớn à mà bày đặt phong thủy phong đồ nữa. Xe làm sao ta để vậy đi cho rồi. Sơn lại làm chi cho nó mất công vậy? Không phải đâu chị, tại vì bạn em mới nói hả, mình cứ đi xe nào mà đúng phong thủy của mình là mình hên dữ lắm. Có chuyện đó nữa hả? Nhưng mà em đã xin phép chưa? Ba má em dễ mấy cái này lắm, không có cần xin. Đâu phải, chị đâu có nói là phải xin phép gia đình. Mà em xin phép có nghĩa là em phải làm giấy xin phép là thay đổi sơn màu sơn của xe chưa? Chị nói gì em nghe lạ lùng lắm luôn á. Ủa xe của em? Ờ. Em sơn xe của em. Ờ. Đâu có lấy của ai đâu mà em xin ai. Trời ơi, em nói vậy là không được. Vậy là em không biết luật rồi, đúng không? Luật giao thông của mình á, có cái điều luật đó là nếu mà khi mà em thay đổi màu xe đó là em phải làm cái giấy xin phép xin thay đổi cái màu xe, em hiểu không? Rồi trình lên, rồi khi nào mà người ta hả chịu, người ta đồng ý thì em mới được thay đổi cái màu xe. Ủa gì kỳ vậy chị? Ừ. Em thấy hơi lấn cấn nha, chị sai rồi đó. Lấn cấn là sao? Tại vì cái xe này là mình mua xong rồi mình đi đăng ký, nó là của mình rồi. Thì mình làm gì mình làm. À. Tại sao phải xin phép ai? Trời ơi, con bé này đúng là không biết luật rồi, thấy không? Đó, bây giờ đúng là bây giờ cái giấy phép đăng ký xe của em, trong cái giấy phép đăng ký xe của em có phải ghi là màu đỏ không? Thì đúng rồi. Đúng không? Rồi giờ mình lỡ ra đường đi, mà khi em thay đổi cái màu xe, mà lỡ em đi mà em cọ quẹt va chạm gì đó mà kêu lại một cái, mấy anh cảnh sát giao thông thổi em lại, giờ đưa ra, ủa sao tự nhiên cái xe giấy đăng ký màu đỏ mà cái xe em màu khác, rồi người ta nói em đi ăn cắp xe làm sao? Không, em còn cái biển số làm chi? Trời đất ơi, nè. Cô ơi là cô, cái biển số này á, cái biển số có thể là mượn cái xe khác gắn qua cũng được vậy. Cái biển số người ta tháo được mà, đúng không? Ủa vậy luôn hả? Nè bây giờ muốn cho nó đơn giản không? Muốn. Rồi, muốn đơn giản rất là dễ, đúng không? Bây giờ á, nếu mà em muốn đổi màu sơn thì em lên trụ sở cảnh sát giao thông, hoặc là phòng cảnh sát giao thông đối với xe ô tô, hay là công an quận, công an huyện đối với xe mô tô, xe gắn máy. Và cái nơi mà em đăng ký cái giấy tờ xe đó, em trình bày là chúng tôi muốn thay đổi cái màu xe như vậy, rồi mấy anh sẽ chỉ cho em cái cách làm như thế nào, rồi đó xong em nộp cái tờ khai đó vô cho mấy ảnh coi, mấy ảnh xét duyệt rồi đồng ý, rồi mình về mình làm thôi, đâu có gì đâu. Thôi chị, còn ví dụ cái tờ khai đó là mình tự khai hay là mình lên đó rồi người ta có tờ khai cho mình? Em cứ đi lên, người ta sẽ có một cái mẫu sẵn như vậy, em khai. Thì lúc em lên á, em làm cái đơn xin thay đổi màu sơn của xe nè, giấy đăng ký xe nè, chứng minh nhân dân nè, đó, em nộp hết vô. Rồi sau đó đó, mấy ảnh sẽ coi hồ sơ của em nè, và mấy ảnh sẽ cấp cho em một cái giấy hẹn. Chừng một tuần là ra giấy hẹn là coi như là hồ sơ xong hết, là lúc đó về muốn thay đổi màu gì thay đổi, đúng không? Mình là phải làm đúng luật hết để cho mình không có bị thiệt thòi, em hiểu không? Em hiểu rồi, cũng nhanh mà chị. Trời, có một tuần chứ nhiêu. Có một tuần chứ mấy à. Rồi về muốn làm gì làm đi, có giấy tờ đồ đầy đủ trong xe, đúng màu sơn, đúng giấy đăng ký xe đồ. Vậy là đi yên tâm không có bị gì hết, hiểu không? Dạ đúng rồi. Vậy là bây giờ em sẽ chờ em làm cái đơn trước. Đúng. Sau một tuần sau mà đồng ý là em mang em sơn xe lại cho chắc ăn. Vậy thôi, cái gì đâu. Còn giờ đi liền này đường nè chị. Đi đâu liền? Đi uống sinh tố. Em cảm ơn chị vì đã giúp em không bị phạt khi tự ý sơn đổi màu xe khi chưa xin phép. Rồi, chở tôi đi liền, tôi khát nước quá.